Đây là robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo có tên là Trí Nhân, đã rất ấn tượng với nhiều người yêu công nghệ những ngày gần đây. Chú là robot made in Việt Nam do các nhà nghiên cứu Việt Nam chế tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, phục vụ cho giảng dạy trong trường học. Chú robot chỉ là một trong rất nhiều sản phẩm công nghệ made in Việt Nam nổi bật có mặt tại triển lãm Internet Day. Bên cạnh đó, các phiên thảo luận của Internet Day 2020 cũng đã tập trung vào những vấn đề nóng của chuyển đổi số ứng dụng trên nền tảng Internet như dịch vụ tiền di động, mô hình siêu ứng dụng và hệ sinh thái số toàn diện. Bên lề sự kiện giao lưu cùng robot made in Việt Nam Trí Nhân hay cuộc thi lập trình cho giới trẻ Code Challenge với nhiều giải thưởng hấp dẫn cũng được hứa hẹn nhiều bạn trẻ yêu công nghệ tham gia đông đảo. Internet Day thu hút 800 khách mời tham dự, hàng chục doanh nghiệp công nghệ lớn nhất trong nước tham gia, đã góp phần chuyển đổi nhận thức, phát triển hạ tầng số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.